Rồi, hôm nay chủ nhật là khui tôm. Con này là Asus L510. Con này là L510M. Con này xuất xứ từ Mỹ nhé. Con này chip C-ROM RAM 4GB, ổ cứng 128. Màn hình Full HD. Hàng nguyên niêm phong, xuất xứ từ Mỹ. Đấy. Cam kết hàng Mỹ, nếu mà sai trả lại máy và đền bù 300 đô. Con này số serial number của nó. Serial number của nó là 113737. 113637. Số đằng trước này. 1136 237. Đây số CD là 1136737. 1136737 nhé. Cổng HD với dẫn Asus Quick Start Guide. Sạc con này rất là nhỏ. Sạc con này màu xanh. Mở ra 180 độ. Có cổng HDMI này. Có cả cổng cổng tai C này, cổng tai C, cổng USB này, cái nguồn này, cái mic, bên này một cái mini SD USB. Bật cái này chưa lên, kích hoạt cổng nguồn. Này là cho học sinh học tập được sắp cả loanh quanh 10 triệu. Rồi, video này giới thiệu thế thôi nhé. Khui tôm thế thôi. Quay video cận cảnh dùng camera khác. Rồi xin chào, cảm ơn. Hamlet.org.vn và .com.vn số điện thoại 0902 686969. Xin chào, cảm ơn. Con này còn không nhiều, anh cần liên hệ.